Viên kim cương lớn nhất mà anh đã từng cầm là viên kim cương gì? Viên kim cương lớn nhất mà anh đã từng cầm trên tay đó là một viên hơn 66 carat màu fancy intense yellow có giá hơn 2 triệu đô. Để anh cho em xem. Khi mà anh cầm viên này á thì cả đêm đó anh nằm anh canh nó, không dám ngủ. Nhưng mà khi trời sáng bình minh lên, ánh nắng chiếu vô thì nó quả đúng thật là giá 2 triệu đô, quá đẹp.